Đấy vừa rồi ấy. Alo. À, cái vừa rồi ấy, nó hiện ra là nó muốn hỏi các bạn có phải là setting cả, nó muốn tự động setting cái phần graphic cho các bạn. Và các bạn chỉ cần ấn yes là có thể vào được nhá, không phải là lỗi đâu. Ở đây mình sẽ ấn spec. Rồi, escape. Cái gì đây? À, chỉnh độ sáng nha các bạn. Các bạn ấn nút chuột nút phím sang phải sang trái để tăng độ sáng. Sang trái tăng độ sáng, tăng độ tối, còn sang phải tăng độ sáng này, sau đó ấn enter. Game ra có vẻ chạy ngon lành cánh đào đấy. Coi thử xem nó có ui. À, nó không muốn nhiều CPU với cả RAM cho lắm. Nó lại nhảy lên trăm. The fuck. Nhảy khá là hỗn loạn. Nhưng mà nếu mà cái này nó cứ đè cái CPU của bạn lên 100% ấy thì chắc chắn là cái bản crack có vấn đề ấy. Đây rồi, lát xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào setting rồi, what the fuck. Story không phải story các bạn ạ. Online server không được. Thôi rồi, mình sẽ vào phần campaign ở đây nhá. Setting ở đâu? À, option đây, ấn spec nha các bạn. Đây. Đầu tiên là video option, ở đây các bạn để chỉnh độ sáng các kiểu này. Color filter, FPS counter. Là cái chức năng mới à? Sao cái này mình nghe lão hoắc vậy? Mình sẽ vào advanced video. Đây là card của mình nha các bạn. 150 full screen cái màn hình của mình nhỉ. Và đây là resolution. Và rõ ràng ở đây là 10900 xong ngoài kia nó hiện là 1280x720 nhỉ. What the hell? Nó khóa luôn này các bạn. Không thể chèn được. ANC every frame. Ủa, game này nặng thế cơ à? Tự động bật cái này đúng không? ANC là cái trình đồng bộ hóa FPS. Render resolution. Đây, 100%. Chuẩn chỉnh. Texturea là cái phần là cửa răng cưa. Anti-lag cửa răng cưa. Texturea như là hiệu ứng ánh sáng. Lighting and shadow. Shadow là cái bóng. Nhưng mà nào máy yếu thì nên hạ shadow xuống rồi. Nghe nói cái shadow này nó chiếm nhiều dung lượng của cả đồ họa lắm. Cũng như nó làm tụt FPS. Đó là những cái giá trị nổi bật thôi mà mọi game đều có. Sau đó thì ấn back nhá. Audio option. Đó rồi. Control option. Di chuyển. Đại khái vậy, các bạn có thể thêm những cái nút nào các bạn muốn. Hold crown. Hold crown. Crown hình như là nằm hay là bò gì đó. Hầu là giữ, nghĩa là các bạn giữ nút nào đó thì các bạn sẽ được nằm vào bò. Còn không thì các bạn sẽ bình thường thôi. Run hold break, chain stand. Còn phần action. Find weapon, net mount. Arm down the side. Ngắm bắn, hold arm down the side. Hold nhỉ? Hold tốt hơn đấy. Giữ thì ngắm bắn. Quên mất. Sẽ ngồi lại. Ok. Scatter equipment. Xem nào, lúc mouse sensitivity. Đây là tốt chuột à. Tăng lên tí. Gamepad, reset control. Được rồi, đại khái như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ vào game thử nhá. Đầu tiên mình sẽ bật cái âm lượng to lên tí đã. Nghe được âm nhạc chưa các bạn? Rồi, bây giờ vào campaign nhá. Sau đó thì sẽ what the fuck room game. À đâu, chưa có nên không room game được. Bây giờ mình sẽ vào new game nhá. Cái game save data automatic. Nó sẽ tự động save cho các bạn. Regular thôi. Không chơi hát đâu. The sun, the moon, and the star would have disappeared long ago. Had they happened,
to be in the red of a predatory human hand. Đây là một câu nói của thanh niên Havenfield hay là Havenfield rồi đó. Were greater than she could supply. Như là xem bom tấn của Marvel vậy. Hay là DC vậy. Rất là đẹp mắt, rất là ấn tượng. Chúng ta đang ở giữa giải ngân hà, bên ngoài trái đất. Đây là đâu đây? Chắc là sao hả? Mình nói vậy. With no connection to the place we call home. Như đang xem một phim bom tấn vậy. Của hãng Universal hay là của hãng phim lớn trên thế giới nào đó. The settlement defense front built an army and broke away Infinity War. Nó làm mình nhớ tới cái phần phim của Marvel. Đó là cũng là Infinity War rồi vậy. They raid colonies, take resources. Captain America cái gì đó. À được, à đúng rồi, the Avengers. Cái đội siêu anh hùng. Infinity War. Chúng ta bây giờ có một trận Infinity War ở riêng đây, đúng không nào? Đơn giản, chỉ cần download 50GB dữ liệu về là chúng ta sẽ có Infinity War để chơi. Đây rồi, một tàu vũ trụ nhìn rất là hoành tráng. Chật chưa? Một binh đoàn luôn chứ không phải chỉ một chiếc. Như là chiến tranh giữa các vì sao ấy. Phần game này có vẻ chất lượng ấy. This is Scar One, standing by for tasking. Copy 1-1. One of our facilities is under attack. Đang ngôi sao nào trên hành tinh của chúng ta đây? Intel suggests their target prototype weapon. Your team will extract the prototype and torch the site before SDF can locate it. Understood, Warlord. We'll get it done. 1 minute. Rất đẹp các bạn ạ. 1 minute, 1 phút thôi. Facility's dark. We get our weapon, torch aside. Gear check. Thế rồi, tốc độ chuột hơi cao. OMA systems online. Stand by. Check gear. Rules of engagement. Weapons free. Ok, đi đi em, đừng ngại. Go. Nhảy ra ngoài nào. Cứng vậy. Vậy đi, sẵn sàng rồi. Spike to jump. Ti và Shipper, đây là hai người đồng đội của chúng ta. 5.000m và đang tiếp tục hạ độ cao. Ui, bay vào cơn bão, ôi thôi. What? Sao vừa xuống đã chết rồi, what the fuck, không hiểu gì cả. Quay lên bay theo đồng đội các bạn ạ. Vừa rồi mình đã quay chuột lên và bay vào cái cơn bão rồi phải. Đây, bay theo bọn đồng đội rồi. The fuck? Eat that shit? Green light, call it wolf. Làm lại nào. Có lẽ phải sử dụng thêm phím điều hướng nữa. Nãy mình thấy một cái mũi tên đỏ bên phải, bên trái. Đúng rồi. Đi theo những người đồng đội chúng ta nào. Phản rồi, phản rồi. Phát rồi các bạn ơi. Sống rồi. Phải dùng vím nhiều hướng để bay theo những người đồng đội chúng ta chứ các bạn, không mà chết đấy. Không phải thả dù mà là bật cái gì đó. Làm mặt băng thôi các bạn ạ. Ui ôi, chết tôi. Hạ ngay xuống. Ok, mưa thôi. Đẹp nhờ các bạn nhờ. Không biết các bạn, à đúng rồi, mình đang render qua một cái phần mềm nữa, cho nên các bạn xem cái video này hơi xấu. Chứ thực ra nếu mà các bạn đang chơi trực tiếp cái tựa game này thì các bạn thấy khung cảnh rất là ấn tượng, rất là đẹp. Nhảy xuống á. Ôi, hư cấu vậy? Vãi trưởng. Ôi. What the fuck? Chuyên nghiệp vãi trưởng rồi đó. Mình thử súng một chút. Copy, overlay.
Let's get to the weapon before they do. Hey. Nhưng mà mình muốn sử dụng phím để đổi súng như làm nào ta? Có phải lăn con cuộn thanh cuộn con chuột thì khó chịu á. Swap weapon. Fire weapon. Reload. Switch weapon đây. Ui, không được. Cái này phải ấn phím gì đó chứ. Xem nào, mình sẽ chọn phím nào đó nó biệt lập tí. Đổi súng nhỉ. Có phải trùng phím B không ta? Mình thử xem bên này có phải trùng phím B không? Sử dụng phím B để có thể đó là đổi vị trí súng. Rồi không bị trúng rồi. Vậy mình sử dụng phím B để đổi súng. Đó, ngon lành cành đào hơn hẳn. Sao mà nó bay hay vậy? Entry point's 30 meters dead ahead. Keep moving. Reaper, we're approaching the entry point. Be advised, we've encountered steady SDF presence. Ui, chói quá, cái gì vậy? À, ra ngoài. Cái gì quá các bạn ơi? Chết rồi. Chi tiết là tòi. Spike jump and spike to board. À, giữ spike hai lần nữa các bạn. Vụ này hay đấy. Bắn luôn. Không cần phải kế với hoạch cái gì hết. Đây là game hành động. Chiến nào. Sợi ơi. Còn ai nữa? À, vẫn còn à? Ê à? Cái này cái gì vậy? Thả con nhện nữa. Ui, vụ này hay đấy. Từ nha các bạn, để hạ tí độ sáng nữa. Chói mắt quá. In the armory vault. Half a click up. Thế này thì hơi tối quá. Đào hỏi của mình hơi cao. Được rồi, SC bách à. Right now. You think they heard the blast? I'm assuming they did. Let's give them a proper welcome then. Yo, mở cửa. Toss an anti-grav. Copy that. Có lá thế vậy? What? Cái quái thế vậy? Cái vụ này, ôi. What you call this? Xin chết. Reaper, we're in R&D. Move into the armory. Copy. Be advised, SDF is almost inside. Operation Riot cannot succeed. Vẫn hơi quá cao. Các bạn cứ setting sao cho nó phù hợp nhất với cả cái thói quen sử dụng chơi game của các bạn á. Cho thoải mái. Tại mình chơi khá là nhiều tựa game FPS khác nhau cho nên là mình yêu cầu khá cao về cái gọi là tốc độ chuột. Eyes on research lab. Armory should be next. That's our mark. Tao bỏ thôi. Đi đi à. Tìm cái gì đó. Phải xăm xít. Contact. Đi đi à. Hả? À, what the fuck? Nó vẫn sống à? Mình nhớ bắn trúng đầu rồi mà. Bắn cả thằng đồng đội. What the? Keep us moving. Stay alert. We're not clear. Line them up. Target's down.
Okay. We're off the time and close to bingo fuel. What's your status? Move on target now. Cái gì? Con nhện nó tự khóa cửa, khoan cửa chúng ta các bạn ơi. Mình còn hai con nhện nữa. Reaper, we're inside the armory. Moving to secure the weapon. Copy 1-1. Weapon is in the vault. Once it's secure, I'll initiate the self-destruct sequence. Weapons behind those doors. All you. Hả? Mở cửa gì vậy? Cái này cái gì vậy? F-Spar prototype. Put it up, Sipes. We're gonna need it. Oh, hạt nhân à? Cái này cái gì vậy? Compact model. Same tech. The riot operation will after this. Gì vậy? Confirming execute order and self-destruct. Roger. Initiating self-destruct sequence. Be advised, ZFS 50+ infantry machine inbound. Mở cửa chiến nào. Chúng ta vừa được phát cho một khẩu súng lại xịn. Clock's ticking, let's move. Are you ready? Self-destruct active. All personnel must clear the area. Sang nhá, sang nhá. Mày đâu vậy, mày đâu vậy. Trời ơi, trời ơi. Súng này cân cả thế giới các bạn ơi. Trời ơi, ô, hết sử đạn rồi. Anh. À. Con này là bên nó hay bên mình vậy? What the fuck, con gì đấy? Cái này là để đặc chế để tiêu diệt cái con của nợ đây. Mày ơi, mày ơi. Mày lên em ơi, mày lên em ơi. Khỏe lên em ơi. Ê ui, ê ui, ê ui, ê ui. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Ây. Bỏ chết màn hình rồi các bạn ơi. Mày ơi, nổ. Ây ui, thôi chết luôn rồi. Vãi trưởng, kinh quá. Lại nào. Bây giờ sẽ chọn cái vị trí nào nó ngon hơn tí. Roger, initiating self-destruct sequence. Đây đó nhỉ. Cái gì đấy? À, ammo. Lấy đạn thôi các bạn. Ô mình rất đẹp các bạn ạ. Thằng này sao vô duyên lại đứng chắn cái đường đạn của mình. Ờ, hết sử đạn rồi các bạn ơi. Chán thế nhỉ. Ê, đau không? Bắn rát quá. Diễn nào. Súng bắn cả rát trả thấm thì cả, bọn nó khỏe quá. Bắn liều quả nhá. Mày trâu banh hả bấy. Thằng nào đây, thằng nào trước mặt mình đây, chờ đây. Oh, là ngã rồi. Có hiểu nhờ. Đây là bắn mình ta. Hay là con tăng là bắn mình. Reaper, weapon secure. Confirming execute order and self-destruct. Roger, initiating self-destruct sequence. Be advised, ZFS 50+ infantry machines inbound. You need to get out of there now. Copy, we're Oscar Mike. RV in 5. Clock's ticking, let's move! Thả hết mọi người. Đi các em, lên các em. Ôi. Mình nhớ là sang cái phần bên phải đây, lên ra bên trái là mình sẽ có cho mình một cái khẩu súng mới.
À bắn mình vậy, đau quá. Ôi, là con robot to này, chắc chắn là như vậy rồi. Khẳng định luôn. Chơi tao mày, chơi tao mày. Chơi tao mày. Được không em? Thay đạn, thay đạn. Bảo kê mình các bạn ơi. Để mình hạ con robot này. Chơi mày. Sắp nổ, nó sắp nổ, nó sắp nổ, nó sắp nổ. Ây hùi hùi. Ây hùi hùi. Run, motherfucker, run. Không kịp chạy luôn các bạn ơi. Như vậy là mình hạ được nó còn nổ, nó còn phát nổ nữa. Phải tìm được chỗ trốn nữa. Reaper, weapon secure. Confirming execute order and self-destruct. Roger, initiating self-destruct sequence. Be advised, SF has 50 plus infantry machines inbound. You need to get out of there now. Copy, we're Oscar Mike. RV in 5. Clock's ticking, let's move. Attention, self-destruct active. All personnel must clear the area. Sang ya. Cái gì cơ? Các chú á? Ba cái thứ diễn viên phụ tôm tép đi ra. Lét cả mắt chả thấy cái gì các bạn, không thấy các bạn ơi. Mình chỉ biết là con robot ở ngoài đây. Mình sẽ hạ nó một cách đơn. Ây ôi, khiếp. Khiếp 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 khiếp. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Anh cho em hồi máu với. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, nó sắp nổ, nó sắp nổ, nó sắp nổ. Em xin lỗi. Mình sẽ bắn nhau nó vòng quanh cái khu này. Ây. Rồi, vẫn còn sống à? What the... Ây ôi. Tiếp. Nhẹ thôi anh ơi, nhẹ thôi anh ơi. We are friend, we are friend. Don't hurt me, don't hurt me. Mình phải đợi cho cái màn hình mình bớt đỏ đó các bạn ơi. Ui. Ok, ok, ok. Ah. Rồi, hết đỏ rồi thì chơi mình luôn. Sợ chưa em? Sợ chưa em? Mạnh nha em ơi. Ây. Mày hỡi, mày hỡi. Nó bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn, nó bắn. Chủ quá các bạn ơi. Bắn mãi không dụng luôn này. Rồi. Đứng dậy hộ cái, đứng dậy hộ anh cái. Chúng ta còn 50 giây để làm một cái việc gì đó này. Di chuyển thôi, di chuyển thôi. Cái gì? Làm gì bây giờ? Trời ơi. Chỗ này nó hỗn loạn vậy. Mình chỉ biết bắn mở đường thôi chứ bắn làm gì nữa cả. Ui, một đám nữa kìa. Đây, chúng ta sẽ khởi động cái gì đó. Cái gì đấy? Vãi trưởng. Thổi vắt bay ba con robot luôn. Trong khi chúng ta nãy sấy vỡ mồm mới chết được một con. Ok, em không muốn chết, em không muốn chết anh ơi, đừng. Ây, cái gì đấy? What the fuck? Sao rồi? Đang gây cấn mà. À đây, chúng ta chỉ bị văng ra ngoài thôi. Chúng ta cũng không sao. Là mọi chỉ số của chúng ta đều đỏ chét. Oxy 2%. Bọn nào đấy? Ôi. Nào đấy? Bên hôi của. À, nó đang bơm oxy cho mình các bạn ơi. Mà sao lại đánh đồng đội mình nhỉ? Mấy thằng nào đấy? What about the airship we shot down? My men need medical.
You care about your men. Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. What the fuck? Care clouds judgment. That is why you cannot win. This place isn't yours anymore. Ơ, lấy hết oxy của mình các bạn ơi. Ô, chết rồi. Ui. Ui. À, à mà nó xác nhận chủ quyền biển đảo trên cái ngôi sao rồi. What is Raya? Unclear. Helmet cam stopped transmitting. It's been 18 hours, no contact. Như vậy là có một đội quân được cử lên một hành tinh nào đó và sau đó thì bị tiêu diệt hoàn toàn bởi cái đám này. They planted a flag in our rock. They executed three men and shot down a pilot. Our team was sent to secure classified weapons from a closed facility. That facility is a black site, Admiral. Why the hell is SETDEF allowed in that airspace? By permission of the Accords, all nations have access to Sir, that objective required a full strike force, not a four-man team. Lieutenant Reyes, I implore you to use diplomacy in this office. Take a different tact. Yes, sir. Đây, có tranh luận gì đây? Trở đây. Who else knows about this? Right now. Okay. Rồi, lẽ mình sẽ dừng luôn cái màn review game mình ở đây thôi. This is a deliberate act of aggression, Admiral. Tôi đã tắt game như này mệt quá đi. Okay, đó là một chút review về tựa game Call of Duty Infinity War. Các bạn có thể download tại kênh PC Greg Gaming của mình. Các bạn nhớ like fanpage Facebook cũng như là subscribe channel, đăng ký channel để có thể cập nhật những game mới nhất của mình nhé. Sắp tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn nguyên một series của Call of Duty luôn, sau đó thì Battlefield, Assassin's Creed để giới thiệu tất cả. Các bạn hãy cập nhật để download nhé. Bây giờ thì chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn.